Xin chào tất cả các bạn, mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử năng lượng hạt nhân. Năm 1896 tại Paris, nhà vật lý Henri Becquerel tình cờ phát hiện uranium có thể để lại dấu vết trên một tấm ảnh mà không cần bất kỳ nguồn ánh sáng nào khác. Ông kết luận uranium tự phát ra một loại tia và gọi là uranic. Những năm sau đó, hai nhà vật lý Pierre và Marie Curie phát hiện ra các nguyên tố khác cũng phát ra bức xạ tự nhiên. Họ gọi hiện tượng này là phóng xạ. Ernest Rutherford, một nhà vật lý người Anh, đề xuất rằng phóng xạ là bức xạ kèm theo sự phân rã của các nguyên tử, một ý tưởng đột phá vào thời điểm đó khi mà trước đây nguyên tử được coi là không thể phá hủy. Các phát hiện khác sau đó làm ta hiểu rõ hơn về cấu trúc của nguyên tử, với các electron quay quanh một hạt nhân, bao gồm proton và neutron. Năm 1938, hai nhà hóa học người Đức Horn và Trachtman phát hiện ra sự phân hạch hạt nhân. Khi bắn phá một nguyên tử uranium bằng neutron, nó bị chia đôi, giải phóng năng lượng. Năm sau tại Paris, Frédéric Joliot-Curie phát hiện ra rằng trong quá trình phân hạch hạt nhân của uranium, ba neutron được phóng ra và có thể gây ra sự phân hạch tiếp theo của các nguyên tử khác, khởi đầu một phản ứng dây chuyền mạnh mẽ, tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ. Năm 1939, Thế chiến II bùng nổ ở châu Âu. Trong khi Đức tiếp tục nghiên cứu về uranium, Albert Einstein bị thuyết phục bởi các nhà vật lý Hungary để ký một lá thư gửi tới Roosevelt, Tổng thống Mỹ, thông báo cho ông về những khám phá hạt nhân gần đây và khả năng tạo ra một quả bom rất mạnh sử dụng uranium. Mỹ hưởng lợi từ dòng chảy của các nhà khoa học châu Âu chạy trốn chiến tranh và đầu tư vào nghiên cứu. Tại Đại học California, Glenn Seaborg phát hiện ra rằng uranium bị chiếu xạ, tạo ra một lượng nhỏ plutonium, một loại kim loại mới có tính phóng xạ và phân hạch. Tại Chicago, Enrico Fermi tạo ra lò phản ứng nguyên tử đầu tiên và lần đầu tiên con người kiểm soát được phản ứng dây chuyền đầu tiên của sự phân hạch các nguyên tử uranium. Các nguồn lực được đầu tư mạnh để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu. Mỹ bí mật khởi động dự án Manhattan phối hợp với Canada và Vương quốc Anh. Các nhà khoa học hàng đầu tụ tập tại khoảng 30 địa điểm bí mật với các phòng thí nghiệm tốt nhất lúc bấy giờ. Mục tiêu là tạo ra bom nguyên tử, một quả bom từ uranium và một quả khác từ plutonium. Trong tự nhiên, uranium bao gồm hơn 99% uranium-238, tức là với một hạt nhân có 92 proton và 146 neutron, và 0,7% uranium-235 với ít hơn 3 neutron. Tuy nhiên, chỉ có uranium-235 có khả năng phân hạch. Phải làm giàu uranium bằng cách tăng tỷ lệ hợp phần của urani-235 qua quá trình tách đồng vị. Mỹ đã sản xuất được 64 tấn uranium làm giàu để chế tạo quả bom đầu tiên. Bằng cách đẩy một khối uranium được làm giàu vào một khối khác, vật liệu trở nên siêu tới hạn. Phân hạch bắt đầu và trong một phần nhỏ của dây, một phản ứng dây chuyền xảy ra, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ. Đối với một quả bom plutonium, một lượng plutonium được cô đặc ở trung tâm của quả bom. Bằng cách đồng thời gây ra các vụ nổ xung quanh, vật liệu được nén, trở nên siêu tới hạn và phát nổ. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên thành công ở sa mạc New Mexico. Đến lúc này, Đức đã đầu hàng. Chỉ còn đế quốc Nhật Bản vẫn còn đang chiến đấu chống lại Mỹ. Sau khi Nhật Bản từ chối đầu hàng vô điều kiện, ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ nhất làm từ uranium mang tên Little Boy đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai làm từ plutonium mang tên Fatman đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Hai quả bom gây ra khoảng 200.000 thương vong dân sự. Vài ngày sau, Nhật Bản đầu hàng. Sau màn thể hiện của Mỹ, Liên Xô đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình để cố gắng bắt kịp. Ngày 29 tháng 8 năm 1949, Liên Xô thử nghiệm thành công quả bom RDS-1 ở bãi thử Semipalatin, Kazakhstan và trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. RDS-1 có sức công phá tương đương với 22.000 tấn thuốc nổ TNT, mạnh hơn cả hai quả bom Mỹ thả xuống Nhật. Từ năm 1947 đến năm 1991, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cả hai cường quốc chạy đua vũ trang điên cuồng. Các khoản tiền lớn được đầu tư để giành lấy ưu thế công nghệ cũng như quy mô của kho vũ khí hạt nhân.
trong khi Vương quốc Anh thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên. Ngày 1 tháng 11 năm 1952, Mỹ thử nghiệm quả bom nhiệt hạch đầu tiên, còn được gọi là bom hydro hoặc bom H. Đây là một quả bom tái tạo phản ứng xảy ra trong những ngôi sao bằng cách hợp nhất hai nguyên tử nhẹ, deuterium và tritium, dưới áp suất cao và nhiệt độ hàng triệu độ C. Để đạt được điều kiện này, chúng ta cần kích nổ một quả bom nguyên tử từ plutonium. Vụ nổ sau đó mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần bất kỳ vụ phân hạch hạt nhân nào. Người Liên Xô, đến lượt mình, cũng phát triển bom H và có vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên diễn ra vào ngày 12 tháng 8 năm 1953. Song song với việc phát triển vũ khí, năng lượng hạt nhân bắt đầu được ứng dụng trong sản xuất điện. Các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên xuất hiện, sử dụng lò phản ứng và nước áp suất. Trong lõi lò phản ứng, uranium làm dầu thấp được dùng làm nhiên liệu. Các phản ứng dây chuyền được kiểm soát kéo dài khoảng 3 năm, sinh ra nhiệt làm nóng nước trong mạch sơ cấp và chuyển sang mạch thứ cấp, biến thành hơi để quay tuabin và tạo ra điện. Mạch thứ cấp thường được làm mát bằng cách bơm nước từ sông hoặc biển, đôi khi các tháp làm mát cũng được sử dụng. Ngoài ra, năng lượng hạt nhân còn được ứng dụng trong y học, đặc biệt là trong hình ảnh y học và điều trị ung thư. Năm 1957, Liên Hợp Quốc thành lập Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để thúc đẩy nghiên cứu và đảm bảo việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn và hòa bình. Ngày 13 tháng 2 năm 1960, trong khi Pháp thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên, cuộc chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ trở nên tồi tệ hơn. Hai cường quốc đã phát triển tên lửa liên lục địa và tàu ngầm hạt nhân. Liên Xô tiến hành thử nghiệm quả bom mạnh nhất của mình với tên Sa Hoàng, có công suất 50 đến 57 megaton TNT. Năm sau, Mỹ thử nghiệm một quả bom hydro ở độ cao 400 km. Vụ nổ tạo ra một cực quang nhân tạo có thể nhìn thấy từ New Zealand, trong khi bức xạ phát ra làm hỏng ít nhất 8 vệ tinh. Cùng năm đó, trong khi Mỹ đe dọa các lãnh thổ của Liên Xô bằng tên lửa hạt nhân được lắp đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý, Liên Xô đặt tên lửa hạt nhân ở Cuba nhắm vào Mỹ. Khi căng thẳng lên tới đỉnh điểm, các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai cường quốc. Sau đó cả hai bên rút tên lửa và tình hình lắng xuống. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, Trung Quốc thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên của mình, khiến Mỹ và Liên Xô đề xuất hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và cấm các quốc gia khác phát triển bom nguyên tử. Hiệp ước được nhiều quốc gia ký kết, ngoại trừ Ấn Độ, Pakistan và Israel. Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên làm giá dầu tăng vọt, gây khó khăn cho các cường quốc toàn cầu phụ thuộc vào dầu mỏ. Thế giới tìm kiếm giải pháp thay thế và Pháp cùng Nhật Bản bắt đầu chủ yếu dựa vào năng lượng hạt nhân. Nhiều nhà máy điện hạt nhân được xây dựng sau đó. Khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Mỹ và Nga tiêu giảm kho vũ khí hạt nhân của mình. Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện được giới thiệu nhưng chưa có hiệu lực. Năm 1998, Ấn Độ và Pakistan thử nghiệm hạt nhân. Pakistan cung cấp kế hoạch và vật liệu hạt nhân cho Libya, Iran và Triều Tiên. Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm hạt nhân. Iran làm giàu uranium và Israel duy trì sự mơ hồ về chương trình hạt nhân của mình. Hiện tại, 9 quốc gia vẫn sở hữu 16.000 quả bom hạt nhân, 417 lò phản ứng đang hoạt động, cung cấp hơn 10% điện năng toàn cầu và 46 lò phản ứng đang được xây dựng, bao gồm 10 ở Trung Quốc. Năng lượng hạt nhân có ưu điểm là phát thải rất ít CO2, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra chất thải phóng xạ tồn tại hàng trăm nghìn năm mà hiện chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Hầu hết các quốc gia lưu trữ chất thải này ở độ sâu hơn 300 mét dưới mặt đất. Lịch sử đã chứng kiến những tai nạn nghiêm trọng như vụ tràn lò phản ứng tại Three Mile Island ở Mỹ năm 1979 và thảm họa Chernobyl ở Liên Xô vài năm sau, gây ô nhiễm phóng xạ rộng khắp châu Âu và khiến hơn 200.000 người phải di rời. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản chịu thảm họa kép, động đất 9,1 độ Richter và sóng thần cao hơn 10 mét gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima. 4 lò phản ứng phát nổ, giải phóng phóng xạ lan rộng khắp Bắc Bán Cầu, khiến Nhật Bản phải đóng cửa toàn bộ 39 lò phản ứng hạt nhân. Đức sau đó tuyên bố từ bỏ năng lượng hạt nhân và nhiều quốc gia khác phải xem xét lại an toàn các nhà máy điện của mình. Năng lượng hạt nhân đã đi một chặng đường dài từ những phát hiện ban đầu về phóng xạ đến những ứng dụng phức tạp và nguy hiểm trong vũ khí và năng lượng. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại, nhưng cũng đe dọa hòa bình thế giới. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp an toàn, bền vững để tận dụng tối đa tiềm năng của nó.